Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh K71A của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi đấu trường cùng các bạn anh em. Thì vào đầu đây là server mới thì mình tiếp tục đi làm nhiệm vụ thôi. Làm nhiệm vụ nha anh em nhá. Để kiếm bài thôi. Ok. Lên bài. Loa hơi to nhỉ, mình cho nhỏ loa tí. Game này loa nó bị hơi to đấy anh em. Bảy bảy đi. Gươm ánh sáng. Mỗi đợt chỉ được dùng một lá. Hy sinh một quái tộc sắc sống trên sân Peta và chọn phá hủy. Cái này thôi. Không dùng anh em ạ. À. Ôi, cái luân hồi là cái gì không biết. Hỏng rồi, phá hủy hết bài thì hỏng rồi anh em ơi, xong luôn tôi rồi. Rồi, kết thúc rồi, cho đến em bạn thôi, bây giờ biết làm sao. Anh em xem nếu mà hay thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Lên bài. Ồ, bài bảy luôn. Bục người luôn. Ồ. Chết tôi rồi. Quá bịp thế. Mỗi lượt chỉ được dùng một lá. Khi trên sân đối thủ có quái, hy sinh một quái tộc sắc sống từ tay phe ta. Thế thôi, xong rồi. Tinh 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 tinh. Thủ à, cho lên luôn. Bụp nè. Đấy. Bụp nè. Bụp nè. Gần xong. Kết thúc. Cho lên tiếp. Không dung hợp nhỉ. U 2000 tư đam. Buộc nè, quy luân. Ôi, cứ chơi xong một trận này là bị lỗi lỗi server là bị sao nhỉ? Có để game bị sao đấy mọi người xem nhớ mọi người cho mình xin một like và đăng ký nhá. Đấy xong rồi. Mình cứ đi làm nhiệm vụ thôi. Dùng trứng nè, chiến đấu. Rồi. Câu lửa luôn trừ luôn máu này cho con 1800 lên luôn kỹ năng này và mỗi lượt chỉ được dùng một loại
Khi trên sân phe ta không có quái. Khi trên sân phe ta không có quái có thể dùng hy sinh về ta và chọn cho một đặc biệt trường sống nên Dương Tử Thần. Dừng luôn. Cái này phế vật ghê luôn. Cái này cái samurai này có lẽ là không nên dùng anh em ạ, hơi phế. Bụp thôi. Ôi chói luôn. Trên sân hai bên đều quái có thể kích hoạt phá hủy một quái đối phương, đổi lại đối phương sẽ nhận ngẫu nhiên từ phe ta. Được rồi, phá đi. Phá hủy. Ôi thôi. Thôi. Xong rồi. Búp đam. Triệu hồi. Thôi. Ôi dồi ôi. Á, cái chuyển sinh ngon này. Chuyển sinh ngon luôn hồi đi lượn. Ok Win nhá, clip mình đến đây kết thúc nhá. Cảm ơn mọi người, chào mọi người và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.